Hello anh em, hôm nay NBD Việt Nam chi nhánh Hòa Bình xin giới thiệu với anh em một cái siêu phẩm. Anh em có thể nhìn thấy trước mặt nó là một cái hồ nước rộng khoảng 16,5 hecta. Đây là một cái hồ nước có các cái bán đảo nhô ra và các cái góc khúc. Tiếp theo là xung quanh của hồ nước, đó là các cái khu hồ ruộng bậc thang anh em nhé. Ruộng bậc thang ở hai bên luôn, hai bên của hồ nước. Đây là thượng nguồn. Thượng nguồn cho nên là có cái suối nó sẽ chảy xuống, rất là đẹp. Và đây thì bên cạnh hồ nước chúng tôi đang quay đây, ở trước mặt các bạn đây thì chính là lô đất 2,7 hectare anh em nhé. Trong đấy là có 469 m² là thổ cư. Cái lô đất này là không phải của NBD Việt Nam, cái này là của một khách hàng gửi bán anh em nhé. Thì nếu anh em nào có cái quan tâm đến cái lô đất mặt hồ ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình mà xung quanh có cái khung cảnh thơ mộng và hùng vĩ như thế này thì liên hệ với NBD Việt Nam.